Mít ơi mít Dụng bị bà làm vlog chứ bà không ăn. Ôi giời ơi! Hello hello! Xin chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi video của Tí. Chúc các bạn một ngày may mắn an nhiên nha! Và nhân cái dịp món hạt mít thần thánh thời thơ ấu của chúng ta được săn đón ở nước ngoài, thì video ngày hôm nay Ed sẽ gửi đến các bạn tất tần tật những gì liên quan đến hạt mít. Như tại sao loại hạt cho không ai lấy ở Việt Nam lại hot đến như vậy trên thị trường quốc tế, cách chăm sóc làm da đẹp như da em bé với hạt mít, rồi thì có cả một cẩm nang chế biến hạt mít cho những ai đam mê nấu nướng. Và cả cái câu chuyện tế nhị về việc tại sao ăn hạt mít lại gây ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ vì xả bom mùi không kiểm soát. Quả mít thì các bạn đều biết cả rồi nhỉ? Thế các bạn có tin vào cái truyền thuyết ăn hạt mít xì hơi thối không? Ngày xưa Ed cũng một thời tin sái cổ mà bỏ lỡ món hạt mít thần kỳ này đấy. Ước gì quay lại ngày xưa để được sửa chữa lỗi lầm. Vậy tại sao ăn hạt mít lại xì hơi? Thật ra, hiện tượng này xảy ra bởi vì trong ruột chúng ta luôn thực trực đến hơn 700 loài vi khuẩn khác nhau. Do đó, khi chúng kết hợp với lượng tinh bột tự nhiên trong các loại thức ăn gây chướng bụng như đậu, khoai lang, hạt mít luộc sẽ tạo ra khí hydro và metan. Những khí này nếu tích tụ thì sẽ gây nên hiện tượng đầy hơi. Vì thế, đánh rắm là cách cơ thể bạn tống lượng khí thừa này ra khỏi cơ thể. Thế cho nên, vậy mới xảy ra tác dụng phụ khiến không ít người khốn đốn vì ăn hạt mít đấy các bạn ạ. Ai đã từng giải tán đám đông bằng cách đó thì dũng cảm like video điểm danh cái xem nào. Tuy là có một chút phản ứng phụ không mong muốn sau khi ăn, thế nhưng hạt mít lại cực kỳ được ưa chuộng tại thị trường Nhật. Thậm chí, người ta còn ráo riết tìm mua. Ở Nhật Bản, hạt mít được người Nhật đóng gói trong bao bì rất cẩn thận và bày bán trong siêu thị. Đặc biệt, ở thị trường này, hạt mít luộc thuộc hàng những sản phẩm có giá đắt đỏ với giá thành lên đến 200.000 đồng trên một cân, cơ đấy các bạn ạ. Sở dĩ ở nước ngoài hạt mít có giá trị cao như vậy là bởi vì người Nhật nhận ra những giá trị dinh dưỡng quý báu của hạt mít. Các bạn biết không, theo các chuyên gia, hạt mít chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như tinh bột, protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Loại hạt này rất giàu thiamin và riboflavin, giúp biến thức ăn mà bạn đã ăn thành năng lượng và giữ cho mắt, da và tóc của bạn khỏe mạnh. Hạt cũng cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất như kẽm, canxi, đồng, kali và magie. Hạt mít là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời, một thành phần của hemoglobin, một chế độ ăn uống giàu chất sắt giúp loại bỏ nguy cơ thiếu máu và các rối loạn máu khác. Sắt cũng giữ cho não và tim của bạn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hạt mít giúp duy trì thị lực tốt vì chúng chứa vitamin A, chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sức khỏe của mắt, đồng thời giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà. Hạt mít chứa nhiều protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp. Đặc biệt, các protein mà chúng ta nhận được từ mít không chứa cholesterol, vì thế chúng rất tốt cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy rằng hạt mít có thể có một số đặc tính chống ung thư. Một số nghiên cứu trên ống nghiệm gần đây cho thấy chiết xuất hạt mít làm giảm sự hình thành các mạch máu ung thư tới 61%. Điều này được cho là do mức độ ấn tượng của các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa. Hạt mít rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid, saponin và phenol. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất thực vật này có thể giúp chống lại chứng viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và thậm chí sửa chữa các tổn thương DNA. Hơn nữa, hạt mít có hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, do vậy có thể cải thiện mức cholesterol của bạn. Mức cholesterol LDL xấu tăng cao có liên quan đến huyết áp cao, tiểu đường và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngược lại, mức cholesterol HDL tốt cao hơn đã được phát hiện có tác dụng bảo vệ tim. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy những con chuột ăn nhiều hạt mít sẽ giảm mức cholesterol LDL có hại và tăng cholesterol HDL tốt so với những con chuột ăn ít hạt mít hơn. Một lợi ích nữa là hạt mít được biết đến là loại bột giúp giảm chứng khó tiêu ngay lập tức. Vì thế, ăn hạt mít trực tiếp là biện pháp hữu hiệu để chữa táo bón vì nó là một nguồn giàu chất xơ. Nếu bạn ở một nơi không có mít quanh năm thì hãy lưu trữ loại hạt này ở dạng bột để có một phương thuốc tự chế nhanh chóng cho chứng khó tiêu nhé. Cách làm là phơi nắng hạt trước rồi nghiền thành bột và bảo quản ở điều kiện thích hợp. Sẽ rất hữu ích những lúc Tào Tháo đi vắng đấy các bạn ạ. Và có một điều này chắc chắn các bạn sẽ thích, vì hạt mít chứa nhiều protein và chất chống oxy hóa nên nó được dùng để tránh nếp nhăn trên da và có một làn da mịn màng như da em bé. Các bạn hãy học ngay hai cách sau đây. Cách đầu tiên, bạn hãy lấy một ít hạt mít rồi xay mịn, sau đó cho vào sữa lạnh. Bôi hỗn hợp này trên khuôn mặt của bạn thường xuyên sẽ cực kỳ hữu ích trong việc ngăn chặn các nếp nhăn. Cách thứ hai, đó là ngâm hạt mít với một ít sữa và mật ong, rồi nghiền thành hỗn hợp nhuyễn. Thoa đều hỗn hợp này lên mặt và để khô hoàn toàn, rửa sạch bằng nước ấm. Uầy, không ngờ một cái hạt mít bé tí tẹo teo vậy thôi mà lại chứa đủ thứ dinh dưỡng trên đời như thế. Lần sau ăn mít, có khi phải giấu hạt vào túi quần để dùng dần. Kẻo nó đắt hơn vàng, lại không có tiền mua các bạn ạ. Và cũng chính vì lợi ích quý báu của hạt mít mà người ta đã nghĩ ra 6 cách chế biến hạt mít thơm ngon mà cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Thời tới rồi! Anh em like video với comment chấm hóng đi, để ad có động lực chia sẻ cái. Giờ thì lấy giấy bút ra, ghi ngay lại bí kíp làm giàu đỉnh chóp này nha. Món đầu tiên, bánh hạt mít chiên giòn. Để có thể cưa đổ crust với món này thì trước tiên các bạn hãy tách hạt mít ra khỏi muối mít, rửa sạch. Sau đó cho vào nồi luộc hạt mít trong vòng 30 đến 40 phút cho đến khi chín mềm. Khi luộc, bạn thêm từ 1 đến 2 thìa bột canh nhé. Sau khi hạt chín mềm, bạn vớt hạt ra và nghiền nhỏ. Tiếp theo, bạn cho bột bắp, tương ớt và trứng gà vào cùng với hạt mít đã giã nhuyễn rồi trộn đều. Cuối cùng là công việc thể hiện mọi cái sự khéo léo nhất của các bạn đây, công việc nặn bánh. Các bạn nặn bánh thành hình dáng tùy thích. Ví dụ mang tặng crust thì nặn hình trái tim, tặng em thơ của crust thì nặn hình ô tô, máy bay gì đó tùy thích. Còn nếu thấy còn thơ của crust thì ôi thôi xong rồi, khỏi tặng. Nặn xong rồi thì các bạn lăn qua lớp bột chiên xù, chiên đến khi bánh chín vàng là đã hoàn thành món ăn từ hạt mít này rồi đấy. Ai hóng món thứ hai không? Món này cực kỳ phê nha các bạn, sữa hạt mít. Đây là một cách chế biến hạt mít vừa ngon, vừa dinh dưỡng, dễ làm mà lại chiều lòng được hết từ khách nhỏ đến khách lớn. Đầu tiên, tất nhiên là phải có hạt mít cái đã. Sau đó các bạn đem rửa sạch với muối, rồi cho hạt mít vào luộc cho chín mềm. Đợi hạt mít nguội, bóc lớp vỏ cứng bên ngoài đi, rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với sữa tươi và sữa đặc xay nhuyễn. Tiếp theo, các bạn cho đá viên và bật máy xay lần 2 đến khi hỗn hợp thành một khối đặc. Và cuối cùng, các bạn dùng dây để lọc bỏ phần bã cho đến khi sữa chảy xuống là xong. Đến đây, các bạn có thể thưởng thức luôn ly sữa hạt mít đỉnh cao rồi đấy. Nhưng nhớ là uống vừa vừa thôi nhé các bạn. Và nếu chế biến xong, nhớ rủ đồng đội uống chung, vì nếu có mùi gì đấy vừa quen vừa lạ bay ra từ cơ thể, thì bạn cũng không phải cách ly một mình. Món thứ ba, đậu hũ kho hạt mít. Món này lạ quá các bạn ha. Tuy lạ nhưng món ăn này đem đến hương vị thơm ngon, hòa quyện cùng sự béo béo từ đậu hũ và hạt mít. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Cách làm đây. Đầu tiên bạn cho chút muối vào để luộc hạt mít, cho chín trước rồi bóc vỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt hình bông hoa khoảng 1 cm rồi luộc chín. Tiếp theo, cho một chút dầu vào chảo, phi thơm hành khô băm nhỏ. Sau đó xào hạt mít và cà rốt với một chút gia vị. Sau đó cho đậu phụ vào đun thêm một lúc, nêm nếm lại cho vừa ăn. Cuối cùng thì thêm hạt tiêu và hành lá vào rồi tắt bếp. Và bạn đã hoàn thành món đậu hũ kho hạt mít, vừa thơm ngon lại béo ngậy. Chắc chắn bạn sẽ khiến mấy chiếc camera chạy bằng cơm mang tên hàng xóm phải há hốc mồm cảm phục đấy. Món thứ tư làm từ hạt mít, đó là món hạt mít rim ngũ vị hương. Cái tên nói lên nhiều thứ, chắc chắn là bạn cần có hạt mít và ngũ vị hương rồi. Đầu tiên, bạn rửa sạch hạt mít rồi cho vào nồi luộc chín để bóc vỏ, sau đó rửa qua lại để ráo nước. Tiếp theo, các bạn cho dầu ăn vào chảo, cho hạt mít, tiêu, ngũ vị hương, xì dầu, đường, ớt vào đảo đều, cho đến khi hạt mít cháy gần hết thì cho ra đĩa. Đợi hạt mít nguội thì các bạn có thể thưởng thức ngay. Nhưng nhớ, đừng để cháy màu bóng đêm, không là hỏng hết hàng họ đấy nha anh em. Và còn hai món được làm từ hạt mít nữa. Hai món này thì chắc chắn các bạn ai cũng biết. Các bạn có đoán được không? Hạt mít luộc và hạt mít rang các bạn ạ. Cách làm thì Ed không biết miêu tả kiểu gì cho mỹ miều cả. Luộc thì luộc mà rang thì rang thế thôi. Hy vọng sau video của Ed, các bạn sẽ có thêm vài món ăn vặt mới cho mình và gia đình, bạn bè mình luôn. Và có một điều bất ngờ nữa các bạn ạ. Không chỉ hạt mít mà trên kệ siêu thị nước ngoài, lá mít và vỏ cây mít cũng được bán trên các trang thương mại điện tử. Lá mít có thể sử dụng làm thức ăn cho dê, gia súc, đồng thời chữa sốt, nhọt và các bệnh ngoài da. Vỏ cây mít cũng được dùng để điều chế thuốc nhuộm màu da cam, thường thấy trên áo của các nhà sư. Ôi rồi ôi, thế này thì thời lại tới rồi. Nhà ai có cây mít nhớ rào chắn cho kỹ nha anh em, kẻo lại chỉ còn cái nịt. Thôi, Ed xin tạm dừng video hôm nay ở đây. Ed đi ra ngoài ngó cây mít ngoài vườn xem có còn không đã. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ video để ủng hộ Ed nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.